Những cô gái mặc giáp màu xanh cầm trên tay cây giáo sắc nhọn để chuẩn bị chiến đấu. Kẻ địch đang tới không phải quân đội nước nào mà là một đội quân quái vật cổ đại. Quân đội phải huy động cầu đá lên thần để tiêu diệt bọn chúng. Đám quái vật này từ đâu tới và chúng muốn gì thì anh em cùng mò tìm hiểu nha. Câu chuyện bắt đầu tại Trung Quốc vào thời Hoàng đế Tống Nhân Tông. William Garin và Perotova cùng một nhóm lính đánh thuê châu Âu tới Trung Quốc để tìm công thức điều chế thuốc súng. Sau khi thoát khỏi đám thổ phỉ, họ phải qua đêm trong hang động. Bất ngờ có con gì đó tấn công giết đám lính đánh thuê, chỉ còn lại William và Pearl. Họ cũng rút kiếm ra và chặt đứt chân của con quái vật kia. Sáng hôm sau, William và Pearl lên đường thì bị đoàn người ngựa truy sát. Hai người cưỡi ngựa chạy muốn lòi cả chĩ đã tới chân vạn lý trường thành. Nghe có vẻ anh bạn Trung Quốc đón tiếp nhiệt tình hơi quá, khiến họ giơ tay đầu hàng. Quân lính bắt William và Pearl lại giao cho Thiệu Điện Soái. Ông ta là người đứng đầu lực lượng vô danh lệnh. Chân của quái vật được đặt lên bàn, Lâm Mai tướng quân cha hỏi rằng tại sao các ngươi có nó. William còn nói rằng họ đã chém đứt chân quái vật bằng một đường kiếm. William và Pearl còn nhận mình là thương nhân bị chúng mai phục. Quân lính đứng cạnh lùa lớp áo ngoài để lộ ra bộ giáp. Lâm Mai cho rằng cần phải giết hai người này để bảo vệ bí mật, nhưng quân sư lại cho rằng nên để họ sống cho tới khi tìm ra sự thật. Đúng lúc ấy có tin báo quân địch tấn công, tướng quân ra lệnh nhốt William và Pearl vào ngục rồi lệnh cho toàn bộ quân đội ra ứng chiến. Trên đường áp giải tới, ngục quân sư nói cho họ biết cái chân kia là của quái vật có tên Thao Thiết. Khoảng 20 thế kỷ trước, tại Trung Hoa có một vị vua nổi tiếng tham lam khiến dân chúng lầm than. Thiên đình đã thả thiên thạch đâm xuống núi Ngô Câu. Từ trong ánh sáng, quái vật Thao Thiết xuất hiện. Kể từ đó, cứ 60 năm, Thao Thiết lại xuất hiện, giáng tai họa xuống Bắc Trung Hoa. Chúng ăn mọi thứ bất kể sống chết. Những con Thao Thiết lính sẽ đi kiếm thức ăn và mang về cho Thao Vương để nó có thể sinh sản. Trở lại với William và Pearl, hai người bị giam trong ngục nhưng tên lính canh lại không tìm thấy chìa khóa, thế là họ bị đưa lên tường thành. Trên tường thành, William được chiêm ngưỡng quân đội với đầy đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng. Mỗi màu áo giáp là một đội quân với chuyên môn riêng, nổi bật nhất là những cô gái mặc giáp màu xanh thuộc phi học quân do Lâm Mai chỉ huy. William thắc mắc quân địch là ai mà phải điều động đội quân hùng hậu như vậy. Hơn nữa, tường thành quá cao làm sao địch trèo lên được. Anh không hề biết gần đó một đội quân quái vật đang xông tới, điện soái hạ lệnh tấn công từ xa. Những viên đá to tròn được tẩm dầu châm lửa rồi dùng cầu bắn đi. Mòn mạnh dặn đoán đây là cầu đá Hittite được lên thần dược X2 máu và có 300 HP. Thế nhưng số cầu đá này không thấm vào đâu so với số lượng Thao Thiết. Cung ma được lệnh bắn, hàng ngàn mũi tên được bắn ra nhưng vì chưa nâng cấp lên thần nên không hạ được mấy con. Nhìn số lượng Thao Thiết đông hơn cả kiến làm tuyến tiền liệt của quân lính muốn rỉ nước, điện soái ra lệnh phi hạc quân tấn công. Những cô gái mặc giáp xanh cầm trên tay cây giáo sắc nhọn, trên người có vòng buộc một sợi dây. Nhận lệnh từ điện soái, những cô gái xinh đẹp này đồng loạt nhảy cầu tự tử. Nói không hoa, trừ lối đánh giặc đến nhà đàn bà cũng chiến này không được hiệu quả cho lắm. Mỗi lần nhảy xuống giỏi lắm là giết được 1 đến 2 con, nhưng số lần nhảy cũng không quá 2 lần đã bị thì rồi. Con người dường như quá nhỏ bé với đàn Thao Thiết, họ dùng tất cả các loại vũ khí từ cầu đá lên thần cho tới cung A, thậm chí dùng cả mỹ nhân kế với quái vật mà cũng chả ăn thua. Đội quân Thao Thiết tới càng ngày càng đông, điện phải phát hiện Thao Vương liền lệnh cho cầu đá tấn công. Tuy nhiên Thao Vương có support bảo kê nên chả hề hấn gì, ngược lại nó còn ra lệnh cho cấp dưới tấn công lên tường thành. Quái vật tràn lên, điện soái lệnh cho quân lính dàn trận chuẩn bị cận chiến. Một con Thao Thiết là quá đủ để phá vỡ thế trận được bày ra. Cặp đôi hoàn cảnh William và Pearl nhìn thấy cảnh này sợ muốn phọt cả cức ra quần. Tình hình đang rất hỗn loạn, chàng lính trông coi William xông lên đánh nhưng bị Thao Thiết hất văng ra xa. Hai bạn ngoại quốc cũng không thể ngồi im làm mồi nhắm cho quái vật. Họ xông lên cầm cây giáo đâm thẳng vào mõm Thao Thiết, sau đó lấy miếng vải đỏ chơi trò đấu bỏ tót rồi dùng cung tên bắn chết quái vật. Như đổ buff thêm đam, William tiếp tục giết được thêm một con nữa. Lâm Mai thấy hai tên tù nhân này chiến đấu dũng mãnh hơn cả đám lính của mình. Thao Vương đang chỉ huy trận đánh bỗng buồn ỉa, nó ra lệnh rút quân để về đi ỉa xong ra đánh tiếp. Đám Thao Thiết rút quân nhưng không quên mang xác đồng đội đã tử trận về. William và Pearl anh dũng chiến đấu giết quái vật được điện soái khen thưởng, họ được tự do đi lại nhưng không được phép làm càn. Họ cũng gặp được một người ngoại quốc giống mình, ông ta bảo tới đây tìm công thức chế tạo thuốc súng 25 năm rồi. Trong buổi tiệc khao ba quân ngày hôm sau, William trổ tài bắn cung khiến tất cả mọi người vỗ tay rồi vỗ cả chân để khen ngợi. Lâm Mai đưa William lên tường thành và nói về cách chiến đấu của phi hạc quân nhưng anh không hứng thú cho lắm. Không lâu sau, quân sư phát hiện ra một viên đá nam châm của William. Quân sư kể cho họ nghe về nguồn gốc của Thao Thiết. Theo chu kỳ 60 năm thì lần này chúng đã tới sớm hơn. Họ phải bảo vệ kinh thành cách đó 800 dặm. Nếu Thao Thiết tìm tới làm thịt 2 triệu dân thì chúng sẽ bành trướng ra khắp nơi. Lúc ấy, điện soái và Lâm Mai lên tường thành theo âm thanh lạ. Họ phát hiện lính canh đã chết liền bày trận nghênh địch. Điện soái trông thấy một con ở phía xa, nhìn vào thanh kiếm phản chiếu lại cũng có một con phía sau. Một chiếc phi tiêu được rút ra ném vào con đằng sau, con đằng trước cũng tấn công phá tan thế trận. Điện soái vì cứu Lâm Mai đã bị con Thao Thiết phía sau cắn bị thương. Trước khi đăng xuất khỏi thế giới, ông giao lệnh phù cho Lâm Mai và bảo cô sẽ là điện soái tiếp theo. Đám tang của điện soái được tổ chức nhưng quân đội vẫn không quên nhiệm vụ lên kế hoạch tiêu diệt Thao Thiết.
người ngoại quốc lúc trước nói rằng ông ta tin cục nam châm kia chính là nguyên nhân để người phương Tây dùng để giết Thao Thiết. Nam châm khiến Thao Thiết bị điếc khi ở gần, do đó nó sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng nói mồm thì chả ai tin, William mạnh dạn hiến kế để bẫy một con làm thí nghiệm. Trên tường thành, sương mù dày đặc khiến họ bị mất tầm nhìn, ống nghe khổng lồ được trưng dụng để nghe ngóng. Nhìn thì hoành tráng lắm nhưng đàn Thao Thiết tới chân thành rồi vẫn chưa phát hiện ra, mãi từ khi chúng tấn công mới con đít bày thế trận để đánh. Kế hoạch của William là tẩm thuốc mê vào mũi tên có gắn dây xích dày, sau khi bắn trúng Thao Thiết sẽ ngất đi và việc của họ là kéo nó lên. Thế nhưng đám Thao Thiết này quá thông minh, chúng biết cách giúp nhau gỡ mũi tên ra khỏi đồng đội, chỉ còn duy nhất một con ăn ở không tốt nên không được giúp. Binh lính ra sức kéo nhưng William ngăn lại, đợi thuốc mê ngấm rồi hãy kéo. Một loạt cầu đá bắn ra để cô lập con Thao Thiết kia với bầy đàn. William cầm theo cung tên và nam châm theo sợi dây xích xuống chỗ con Thao Thiết. Sau khi xác định được vị trí, anh bảo quân lính kéo nó lên. Đúng lúc ấy, một con xông tới nhưng William đã được bạn mình cứu. Hai người chiến đấu trong sương mù cho tới khi quân đội khoét lỗ chó trên tường thành để ra cứu. Con Thao Thiết bắt được bị nhốt trong lồng sắt. Lúc đầu hổ báo lắm nhưng khi đưa cùng nam châm lại gần thì lại ngoan như cún. Sứ thần thấy vậy liền nói phải mang nó về mua vui cho hoàng thượng. Tất cả phản đối nhưng hắn vẫn mang nó về kinh. Hoàng thượng vô cùng thích thú với phát hiện này. Ngài đích thân cầm cục nam châm ra xa xem có thể khống chế Thao Thiết ở khoảng cách bao nhiêu. Bất ngờ nó tỉnh dậy hất văng hoàng thượng ra xa. Trong khi đó, Lâm Mai và quân sư phát hiện một đường hầm lớn dưới chân tường thành. Đây là kế dương đông kích tây của Thao Thiết. Những cuộc tấn công kia chỉ để đánh lạc hướng cho đồng đội đào hầm hướng tới kinh thành. Quân sư đoán rằng bọn chúng đã theo đường hầm tới kinh thành đe dọa tính mạng 2 triệu dân ở đó. Để quân đội di chuyển nhanh nhất có thể, họ buộc phải sử dụng đến đèn khổng minh. Lần đầu sử dụng còn nhiều bỡ ngỡ nên quân số tới được kinh thành bị giảm đáng kể. Lâm Minh, quân sư và William cũng tới nơi. Lâm Minh thả William đi nhưng anh muốn ở lại để cùng chiến đấu. Bên trong hoàng cung, con Thao Thiết tỉnh lại đã phát tín hiệu cho những con Thao Thiết bên ngoài. Thao Vương nhận tín hiệu liền ra lệnh cho đội quân sẽ hướng sang kinh thành. Khi người của Lâm Minh tới nơi thì cảnh tượng đã trở nên hoang tàn. Một con Thao Thiết nhảy lên, kéo Lâm Minh xuống dưới mặt đất. Tình thế vô cùng nguy cấp nhưng may mắn được William và quân sư tới cứu. Từ trên cao, họ đã nhìn thấy Thao Vương, nó đang ăn nên đội quân Thao Thiết tạm thời không tấn công. Họ nhanh chóng tiến vào đại điện diện kiến hoàng thượng và nói cần phải giết Thao Vương mới có thể chiến thắng bọn chúng. Kế hoạch là buộc thức ăn và thuốc nổ lên người con Thao Thiết bẫy được, nó sẽ mang thức ăn về cho Thao Vương và việc còn lại là kích nổ khiến nó tan xác. Kế hoạch thì hay nhưng thực hiện thì như xít. Lần thứ nhất bắn bị support của Thao Vương chặn lại, lần thứ hai cũng không khá hơn mà ngược lại còn bị nó phát hiện ra vị trí. Chỉ còn lại cơ hội duy nhất, nếu không thành công tất cả sẽ phải chết. Hai người đu trên dây, William ném cục nam châm còn Lâm Minh ném giáo có gắn thuốc nổ lọt qua khe xuống chỗ Thao Vương. Bù một cái, Thao Vương nổ tan xác, những con Thao Thiết còn lại cũng đồng loạt đổ gục theo. Cuộc chiến chống binh đoàn quái vật đã kết thúc. Lâm Minh gặp William để tặng thuốc súng nhưng anh từ chối và cùng bạn mình trở lại châu Âu. Bộ phim đến đây là hết rồi. Anh em thấy hay thì cho mòn một like và để lại ý kiến của mình trong phần bình luận nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều.